Nam mô Bụt Tha gia, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, mọi khoảnh khắc cũng nài qua đi, quá khứ đã diệt tận rồi, ngày mai chưa có tới, và chỉ có bây giờ, và lại một bây giờ khác, rồi lại tiếp tục bây giờ nữa, và luôn luôn là hiện tại, không có gì còn sót lại sau sắc lai hiện tại này, và không có một ai ở trên đời này cả. Cuộc đời này chỉ có các pháp hữu vi sanh lên và diệt đi vội vàng. Chúng không là ai cả. Cái thấy không là của tôi. Cái thấy của ngày hôm qua không phải là cái thấy của khoảnh khắc này nữa rồi. Cái thấy của khoảnh khắc này nó chỉ tương ứng với đối tượng thị giác này mà thôi. Đối tượng thị giác sau nó chỉ tương ứng với cái thấy sau đó. Một khoảnh khắc nữa lại tiếp tục do duyên của chúng. Cái nghe của ngày hôm qua, cái nghe của buổi sáng cũng không phải là cái nghe này. Vì cái nghe này nó chỉ tương ứng với âm thanh này. Và rồi chúng lại diệt đi. Chúng không đến từ đâu cả. Chúng cũng không ai kiểm soát chúng. Chúng do nhân duyên hiện khởi. Khi chúng hiện khởi, chúng diệt đi hoàn toàn. Âm thanh thì không phải là đàn bà, không phải là đàn ông. Âm thanh là một hiện tại, là một thực tại. Âm thanh không thể in dấu được vào mắt, vào mũi, vào lưỡi, vào thân. Âm thanh chỉ in dấu vào tai. Do vậy, âm thanh không thuộc về ai cả. Âm thanh chỉ là âm thanh. Mùi. Mùi hôm qua không phải là mùi hôm nay. Mùi của buổi sáng không phải là mùi của bây giờ. Cái ngửi mùi của buổi sáng không phải là cái ngửi mùi này, bởi vì cái ngửi mùi này chỉ ngửi cái mùi đang có mặt ở đây mà thôi. Và chúng hiện diện và chúng biến mất. Cái xúc chạm của ngày hôm qua cũng không phải là cái xúc chạm của buổi sáng hôm nay. Cái xúc chạm của buổi sáng hôm nay cũng không phải là cái xúc chạm của lúc này. Cái xúc chạm lúc này chúng chỉ xúc chạm với cái đối tượng cứng mềm ở ngay khoảnh khắc này và thôi. Và rồi chúng diệt đi, chúng không bao giờ sanh trở lại nữa. Thế giới này chỉ có năm uẩn được sinh ra và năm uẩn chết thủ, chơi đùa với đất cát, làm đám ma, đám cưới và đi vào hoang mộ. Cái được gọi là vợ chồng, con cái, cha mẹ chỉ là một ý niệm ở trong suy nghĩ mà thôi. Như một người bị điên, họ không còn suy nghĩ về gia đình nữa. Thì gia đình đó, thậm chí họ còn sống, họ cũng chẳng còn được nữa cả. Do vậy, pháp hữu vi là khổ đau. Pháp hữu vi là mầm mống của tai họa, là sự ô nhiễm của tham ái. Quý vị có thích sự thật không? Nếu chúng ta không thích sự thật, thì chúng ta chẳng có gì để hạnh phúc cả. Và sự thật thì đang ở đây các bạn ạ. Nhưng nó đã bị vô minh che đậy, tham ái, trói buộc. Chẳng có gì cả ngoài những cái sát na, thấy, nghe, ngửi, nếm đụng xúc chạm và suy nghĩ. Hết khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, hết ngày này đến ngày khác, hết đời sống này đến đời sống khác. Và chúng cứ mãi mãi tiếp diễn như vậy, dầu có biết hay không biết, thì pháp hữu vi cũng là như vậy. Chỉ khi nào có tuệ chi về tứ thánh đế, tuệ chi ly tham, thì mới có sự chấm dứt mà thôi. Pháp Đức Phật dạy đến để mà thấy, không phải làm một cái gì cả. Bởi vì chúng đã sanh khởi, đã có duyên cho chúng sanh khởi rồi. Không ai tạo ra chúng cả. Mà chỉ có cái hiểu về chúng và không hiểu thì chúng lại diệt đi nữa mà thôi. Ai nói rằng tôi thực hành như thế này, thực hành như thế kia để có chánh niệm, người đó phải là người ngu, người đó không thể là con của Đức Phật được. Hãy chỉ lắng nghe diệu pháp. Và pháp luôn luôn ở ngay khoảnh khắc này. Thấy là một pháp, nghe là một pháp, ngửi là một pháp,
Nếm là một pháp, xúc chạm là một pháp, cảm thọ là một pháp, chánh niệm là một pháp khác. Tất cả những cái gì đang sanh khởi, chúng là các pháp mà chúng ta cần phải luôn luôn nhớ về khoảnh khắc này. Ngoài khoảnh khắc này, chúng ta không hiểu, khi chúng sanh khởi thì chúng ta chẳng thể hiểu cái gì cả. Và nếu mà chúng ta không nghe về những cái khoảnh khắc này thì sẽ không bao giờ có chánh niệm tỉnh giác thực sự. Nếu chúng ta chỉ nói về mặt kinh điển mà không có hiện diện về khoảnh khắc này thì tất cả chỉ như một chú vẹt nói đến hàng ngàn, hàng triệu năm, và dầu có ngôn từ hay đến mấy chăng nữa, chúng chỉ là sáo rỗng, chỉ là mộng du, chỉ là ảo tưởng, không có cái gì khác cả. Giáo pháp của Đức Phật hết sức là thiết thực hiện tại. Và chúng ta phải chấp nhận rằng có đôi khi cả ngày, cả tháng chúng ta cũng chẳng có một khoảnh khắc về tứ niệm xứ, mặc dầu chúng ta được nghe rõ về các bậc hiền trí thuyết giảng, mặc dầu các ngài nói pháp cho chúng ta. Vì sao vậy? Vì tất cả có được nghe đi chăng nữa nó cũng chỉ là duyên thôi. Nhưng mà nó phải nghe đi nghe lại, thấm hiểu đi thấm hiểu lại, rồi thì nó mới lớn dần lên một chút chánh niệm thực sự. Rồi từ một chút chánh niệm đó, chúng ta cảm thấy một cái sự thật rất là đẹp đó, rồi dần dần từ cái pháp hành này nó nuôi dưỡng, chứ không có một con đường nào khác, không có một cái sự tôi đi đến chỗ này chỗ kia thực hành khác. Tại sao này nhà bạn lại không có cái thấy nghe ngửi nếm đụng? Tại sao ở nơi bạn ở lại không có tham sân si? Tại sao ở nơi bạn ở lại không có thiện, không có bất thiện? Tại sao bạn ở lại không có đối tượng thị giác màu mùi vị âm thanh nhỉ? Điều đó là không thể xảy ra được, bởi vì luôn luôn có các pháp đang hiện hữu. Và hãy nhớ, dầu người ở trong chùa đi chăng nữa thì rất nhiều người cũng đi đọa xứ mà thôi, bởi vì giáo pháp của Đức Phật chúng ta phải lên nhớ rất là cao quý, nhưng mà rất là tai hại nếu như mà chúng ta không chịu lắng nghe học hiểu đúng chân chánh lời Đức Phật dạy. Thì chúng ta có đắc y, chúng ta kể cả là chúng ta có giới hạn đi chăng nữa, nhưng mà chi kiến của chúng ta nó không thực sự vững chủ về khoảnh khắc này, thì người đó cũng không làm lợi ích gì cho giáo pháp nhiều cả, và thậm chí còn tổn hại nữa. Do đó mà chúng ta phải hết sức lưu ý, chúng ta phải nghe diệu pháp một cách kỹ lưỡng, đừng có vì cảm tính, đừng có vì thích thú một cái gì đó mà chúng ta hãy phải chìm sâu vào trong diệu pháp, và phải thực sự để đưa nó về với khoảnh khắc hiện tại. Thì lúc đó chúng ta mới là người con của Đức Phật đích thực, giàu một chút ít nhưng mà nó là chắc chắn. Còn ngôn từ nó sẽ mất đi, nhưng mà hiểu biết thì không thể nào mất đi được. Đó là điều mà chúng ta cần phải luôn luôn nhớ. Bây giờ chúng con xin đảnh lễ ân Đức Tam Bảo. Araham samma sambuddho phagavantam aphivademi svakkhato phagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato savakkasangho sanghang lamassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo thật là phương linh diệu dược, chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ với những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo diệu pháp, người ấy mới chứng đắc, mới chấm dứt sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, chắc chắn đời sống luân hồi của họ sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong đời sống này.
Phước đành do đành lễ ấn Đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, với cả đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, cần các bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân Atula, diêm chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, quý cô tu nữ ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báu thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Nam mô Bụt Tha Giá. Bài pháp thì không biết nó diễn ra như thế nào theo nhân duyên, nhưng mà cái đầu tiên chúng ta đã được nghe những cái dòng pháp luôn luôn hãy trở về khoảnh khắc này. Chúng ta sẽ dần dần hiểu được giáo pháp của Đức Phật hết sức rõ ràng. Cái thấy là rất vi tế, cái nghe là rất vi tế, cái ngửi là rất vi tế, chứ không như chúng ta nghĩ. Chúng con xin đọc câu kệ này ạ. Acharitva ramacharyam anattha yobbane thanang senti chapa tikhipa tikhina vapura nakdi anuthunang. Những người đã không thực hành phạm hạnh, đã không thành tựu tài sản lúc còn trẻ, nằm dài thở than về cái việc quá khứ, tựa như những mũi tên đã được bắn ra từ cây cung. Về chúng ta biết nè, tuổi trẻ mà chúng ta có cha mẹ cho ăn học, nhưng mà chúng ta lại không học, nô lỏng, chơi đùa và đi theo những cái bạn ác, bạn xấu. Chúng ta không có đức hạnh tìm kiếm những cái tài sản hợp pháp, nghề nghiệp, thì khi mà chúng ta về già, chúng ta có lập gia đình đi chăng nữa, thì chúng ta là những cái kẻ thô lỗ, kẻ ăn tàn phá hại, thì vợ con hay là chồng con họ cũng chán, họ cũng bỏ. Và cái người đó thì rất dễ bơ vơ, lạc lõng, không nơi, không nhà cửa. Thì khi mà tuổi xế chiều, bệnh tật đổ tới già cả, thì nằm dài thở than về cái việc quá khứ, là mình đã không có làm được cái trò chống gì, tựa như những mũi tên. Quý vị biết lúc ở đời thì xưa luôn luôn mong mỏi là tìm mọi cách, cực khổ cỡ nào cũng được, làm sao mà làm để có tương lai. Nhưng mà cuộc sống làm sao thì ở đời nó không có phù hợp, và làm cái gì cũng chỉ thích cho đi chứ không có thích lấy lời lấy lãi. Do đó sau này đi xuất gia đó, thì chỉ mong mỏi học giáo pháp của Đức Phật và làm sao tạo dựng được Tam Bảo, và rốt cuộc thì cũng tự thân sư đã học pháp và đã xây được một cái ngôi Tam Bảo trong có hơn một năm thôi, hơn một năm nay, và tương đối rất là khang trang để cúng dường đến chư Tăng. Và một người cũng vậy, một người con của Đức Phật và trong giáo pháp mà không học và không thực hành, không giữ giới hạnh theo lời Đức Phật dạy, thì đến cuối đời mình đã bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tất cả tài sản, và thậm chí cái hình bóng của một nhà sư là một cái hình bóng phạm hạnh để cho người đời phát khởi những cái tâm thiện lành, nhưng mà mình lại ăn chơi sa đọa, không có giữ giới hạnh, và cái oai nghi tế hạnh của mình nó nhơ nhớp, thì về cuối đời thậm chí mình đã vô trong chùa ăn cơm thì bữa đói bữa lo. Người đời thì lúc người ta vui thì người ta khen, lúc người ta buồn thì người ta chửi. Và mình cũng chẳng được cái hưởng cái dục gì ở cái thế gian, vì mình ở trong chùa, mình ngắm rồi mình thèm khát. Rốt cuộc mình chết, mình cũng đọa xứ. Mình cũng đọa xứ.
nằm dài thở than các việc đã qua. Do vậy nhà sư thì phải luôn luôn chú vào trong pháp của Đức Phật. Quý vị đừng có nghĩ là nhà sư không có ái, đó là cái đó là kẻ nói dối, nói không thật. Nhà sư là vô cùng nhiều những cái ái dục, vô cùng nhiều. Nên là có rất nhiều vị cũng không thể nào thoát khỏi được. Chúng ta đừng có nhìn vào cái vẻ bên một bề ngoài. Và thực sự thì chúng ta biết là tâm của chúng sanh ái nó rất là nhiều. Do vậy mà cái con đường duy nhất trong giáo pháp của Đức Phật là chúng ta phải luôn luôn học hiểu và suy xét giáo pháp của Đức Phật. Vì tham ái nó chế ngự cả cái tam giới này. Ngày nào thì chúng ta cũng làm thuê cho ông chủ cả thôi. Dầu là vị sư đi chăng nữa, ở bên ngoài thì chúng ta có vẻ thấy sao sư này điềm đạm quá. Nhưng mà đừng có nghĩ như vậy, thưa quý vị. Đều là làm thuê cho ông chủ hết á. Theo hình thức này hay hình thức khác mà thôi. Chỉ khi nào mà vị tu đạo huần thì chúng ta mới không làm thuê cho ông chủ của tham dục này nữa. Nhưng mà vẫn còn tham sắc, tham sắc giới, vô sắc giới. Nên là chúng ta mà dễ vui phóng dật đó thì tuổi trẻ mà không sống phạm hạnh thì về già mình thở than thôi. Cũng vậy, ở đời thì cũng vậy, mà ở trong đạo cũng vậy. Về các việc quá khứ tựa như là những mũi tên đã được bắn ra từ cây cung. Cái từ Achi, Acharitva, Ramachi, Ramachariyan là những người đã không thực hành phạm hạnh. Ramma ở đây tức là còn có nghĩa là phạm thiên nữa, hay là phạm hạnh. Chariya. Acharitva, cái căn của nó là căn cha, tiếp động ngữ là á, cộng với itva. Cái từ nguyên mẫu của nó là charati. Động từ nguyên mẫu là chá ra tí. Ở đây nó chia theo bất biến, động từ bất biến là, nên là nó thành acharitva, là đã không được thực hành. Đã không được thực hành. Tiếp động ngữ á là không. Căn của nó là khang cha, là sống hay là thực hành. Thực hành cái gì thưa quý vị? Thực hành các cái thiện pháp ở đời, làm những cái công việc để nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi bản thân, những cái việc làm việc tốt. Còn ở trong đạo thì thực hành cái gì? Thực hành giới, định, tuệ. Mà chúng ta rất dễ hiểu lầm là cái thực hành ở đây là chúng ta ngồi ở đâu đó rồi chúng ta kiếm một cái phương pháp nào đó. Đó là một cái lỗi lầm rất là lớn mà chúng ta thường làm như vậy. Nếu mà có cái phương pháp thì bây giờ chúng ta còn ngồi ở đây không thưa quý vị? Không còn ngồi ở đây nữa đâu. Nếu mà cái khổ mà nó dễ như vậy, cái diệt tham ái nó dễ như vậy thì chỉ cần ngồi thiền là diệt được tham ái thì xin thưa với quý vị rằng là nó quá dễ, nó quá dễ. Nhưng mà chúng ta đã ngồi bao nhiêu năm rồi? Có được gì không? Thậm chí ngay cái bây giờ chúng ta còn không hiểu nó nữa. Quý vị thấy không? Nếu mà ngồi thiền mà cái bây giờ không hiểu, cái thấy không được hiểu, cái nghe không được hiểu như chúng là, thì chúng ta nhắm mắt lại làm sao mà chúng ta có cái thấy cái nghe? Không phải, thưa quý vị.
Thiền chúng ta phải hiểu cái nghĩa Phawana, tức là phát triển tâm trí, phát triển tâm trí, chứ không phải là phát triển cái pháp môn thực hành. Điều đó là sai, không có đúng với lời dạy của Đức Phật. Nếu mà phát triển cái pháp môn thực hành, chính vì vậy bây giờ nó có tới hàng cả ngàn pháp môn và hàng trăm cái đường hướng để tập tứ niệm xứ khác nhau, phải không? Quý vị có chấp nhận cái điều đó là một sự thật đang diễn ra hay không? Điều đó chắc chắn là. Nhưng ai cũng dạy tứ niệm xứ mà mỗi người dạy mỗi khác, thì xin hỏi quý vị là đạo và quả ở đâu? Người này đúng thì người kia phải sai, với bởi vì hai người là hai cái cách khác nhau mà. À, thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta cần phải nghe giáo pháp, và chắc chắn một điều rằng là chúng ta hiểu được về sắc la hiện tại thì không thể nào mà tứ thánh đế không thể nào chạy đâu khỏi được hết, thưa quý vị, phải không? Một khi mà đã hiểu được hiện tại thì làm sao mà có cần gì phải không à? Vậy chính vì chúng ta bỏ hiện tại, và hiện tại rất là khó, và nó chỉ đơn giản như là cái thấy cái nghe thôi, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ nó là đơn giản, nhưng mà nó vô cùng là thâm sâu. Đức Phật nói mắt là vô thường, tai là vô thường, mũi là vô thường, nhưng mà đến giờ này thì sao? Chúng ta hiểu nó không? Phải không? Do vậy chúng ta không thực sự có được cái khoảnh khắc chánh niệm hiện tại về cái thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày. Nói ra thì nó thật là phũ phàng, nhưng mà quả thật là như vậy, thưa quý vị. Quả thật là như vậy. Và chúng ta luôn luôn, cái tâm hướng của chúng ta là luôn luôn chúng ta sẽ đi tìm cái thời gian này là tôi vẫn ngồi thiền, tôi đi tìm một cái bây giờ tôi phải đi vào, tôi thiền một cái gì đó. Vậy thì cái hiện tại chúng ta đã bỏ mất nó rồi. Chắc chắn một điều là như vậy, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy thuở xưa đó, các cô, các bà, các bác, các anh, các chị thời Đức Phật dạy đó, phải không ạ? Các vị đó có đi đến trường thiền nào không? Các vị đó có cần bỏ nhà, bỏ gì đi đó không? Không cần. Ở nhà cũng đắc vô số đạo quả, vô số người đắc đạo quả, tu độc vườn tư đà. Còn ai đi xuất gia, vì đó thấy đời sống gia đình không hợp với mình nữa, tích lũy của họ là ra khỏi gia đình. 12 năm đầu toàn là vị thánh cư sĩ rồi mới xuất gia. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ điều đó. 1250 vị đầu tiên cũng là thánh cư sĩ hết, rồi mới xuất gia trở thành tỳ kheo. A-la-hán không? Như vậy để chúng ta cần phải học hiểu rất rõ lời Đức Phật dạy, để chúng ta hiểu rằng mọi khoảnh khắc là vô ngã. Bất cứ khi nào chúng ta còn có một cái ý niệm tự ngã, tôi thực hành, điều đó chúng ta đã đi sai với quý đạo của chánh đạo, tám ngành, chánh kiến. Nếu bây giờ đang có sân thì nó chỉ có sân mà thôi, nó không có tham ở đó. Nó không có si ở đó. Nó không có hỷ ở đó. Nó không có lạc ở đó được. Mà nó chỉ đang có sân mà thôi. Bạn không thể nào làm hơn thế được. Vậy thì Đức Phật dạy, có sân thì hiểu được sân là một pháp. Một pháp hữu vi. Có đúng vậy không? Như vậy thì chúng ta cần phải nhẹ nhàng, thanh thoát, nghe nhiều pháp. Và chúng ta sống một đời sống quân bình. Rồi chúng ta nhận ra được các pháp trong đời sống hàng ngày. Đó mới thực sự là người sống đạo. Và chúng ta phải tập như thế với cái con đường này. Chỉ có con đường này mới đi đến đạo quả giải thoát mà thôi. Còn chúng ta đi rời xa con đường trung đạo này, chắc chắn một điều là chúng ta đi đã xa mãi mãi rồi. Tiếp theo ha, là từ Ramacharyam, là Rama cộng với Acharya, là một cái danh từ nữ tánh. Ở đây chia theo đối cách là sự thực hành phạm hạnh.
Từ rắc má thì chúng ta biết rồi, nó là một tính từ chỉ cho phạm thiên hay sự tốt đẹp cao quý, đời sống tốt đẹp cao quý. Acariya là một căn của nó, là căn cha cộng với ý giá, là một cái danh từ lữ tánh, là việc sinh sống, việc sinh sống, hành động, sự thực. Tức là tuổi trẻ không học hành, giao du với các bạn ác, không nuôi đấng, không tạo được các thiện pháp, không có học hành nghề nghiệp giỏi, hành động những cái điều bất thiện. Trong cái câu kệ này, để trong tu hành thì cũng vậy, không có học pháp, không có hiểu pháp, không có nghe kinh điển, không có gìn giữ giới hạnh, và không có cung kính các bậc trưởng thượng, vân vân. Thì cái việc Việt Nam sự thực hành như vậy thì như cò già bên ao, hay là như cây cung bị gãy. Mà đời tu là nó thê lương lắm thưa quý vị. Bạn càng cao bao nhiêu bạn càng tu tập mà đạt đến trình độ nào, thì chúng ta biết là càng cô đơn, càng chịu nhiều cái sự cay đắng. Nhưng mà nội tâm của vị đó có một cái chất liệu riêng biệt. Và chắc chắn rồi, chúng ta đến đây một mình, ra đi một mình. Bản chất của pháp là vậy, thấy một mình, chết đi một mình, nghe một mình, lại chết đi một mình, ngửi một mình, lại chết đi một mình, đến một mình, lại chết đi một mình, xúc chạm một mình, lại chết đi một mình. Cảm thọ của quý vị, liệu có chung đụng với cảm thọ của ai được không? Không. Không. Chúng vẫn sanh khởi một mình và chết đi một mình, như thuở ban sơ vậy. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta là ta đi với nghiệp của ta đó. Nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, phải không? Rất là, Ngài nói cái gì chúng ta suy xét thì chúng ta mới thấy được sự vi diệu, sự tối thượng mà trí tuệ của Ngài đã thấy được thực tánh của các pháp. Trong chân đế thì chúng ta biết là không có Đức Phật nào cả, không có vị thánh nào tên là này như kia cả, mà chỉ có tâm thánh đạo và quả của đạo, tức là Niết Bàn. Tâm quả rồi là cảnh, là Niết Bàn mà thôi. Vậy chúng ta biết là chỉ có hai pháp, là pháp hữu vi và pháp vô vi. Ngoài hai pháp này ra thì nó không có tồn tại các pháp nào khác nữa. Mà pháp hữu vi thì bản chất của chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng cũng không thuộc về ai. Bản chất của pháp hữu vi thì chúng là pháp vô sanh, bất diệt. Chúng ta phải luôn luôn nhớ pháp là vô ngã. Nếu mà chúng ta không nhớ cái điều này thì chúng ta luôn luôn có ý niệm về ngã, tôi sẽ thực hành cái này, tôi sẽ thực hành cái kia. Và đó chính là tai họa mà chúng ta đã gieo rắc cho nhau từ vô lượng kiếp tới giờ, mặc dù chúng ta học giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta nói về vô ngã nhưng mà chúng ta vẫn gieo vào trong đầu nhau về ý niệm về ngã này. Kiếp sau bạn làm phước đi, kiếp sau bạn sẽ được hưởng cái sự an vui này, an vui đó. Đó là điều vô cùng tai hại. Mà cuộc sống là sự tiếp nối từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Không có một con người nào cả, không có một chủ thể nào cả. Phiền não thì chúng tạo ra cái nhân bất thiện tạo quả bất thiện. Mà quả bất thiện thì chỗ trên cái thấy bất thiện, cái nghe bất thiện, cái ngửi bất thiện, cái nếm bất thiện, cái xúc chạm bất thiện ở ngay đây và bây giờ.
Rồi nghiệp thiện thì chúng tạo ra quả thiện. Quả thiện cũng là những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm ngay trong đời sống này. Vậy nhân quả, thiện quả luân, nghiệp luân, phiền não luân, chúng vận hành cho đến khi nào mà vô dư niết bàn thì thôi. Không thì cứ tử sanh mãi mãi vậy. Và không có ai có thể có bàn tay nào đó ở trong đó mà làm cái gì được hết á. Cái đó mới chúng ta mới thấy được rằng đó, nếu mà chúng ta không nghe kỹ giáo pháp mà nó khó vô cùng vô tận. Và chúng ta cứ tưởng là chúng ta học mà thuộc cái này cái kia là chúng ta nghĩ mình là cái gì đó. Không phải đâu thưa quý vị. Và chúng ta cần phải hiểu về thân mắt ta mũi lưỡi của chúng ta, thực sự hiểu từng chút một, thì đó mới là, đó là sự vi diệu của đạo. Không cần, chúng ta không cần phải đi đâu cả, ngay bây giờ cũng có cái thấy cái nghe mà, phải không? Ngay bây giờ cũng có cái cảm thọ lóng lánh mà, ngay bây giờ cũng có cái cử chỉ phóng dật mà, phải không? Ngay bây giờ cũng có tham và có sân có si vậy. Nhưng mà chúng hoàn toàn không có được hiểu. Khi mà chúng ta nghe đúng thì dần dần chúng ta hiểu từng chút một. Ngoài hiểu biết ra thì không có cái gì diệt trừ được vô minh cả. Chánh niệm cũng không diệt trừ được vô minh, định cũng không diệt trừ được vô minh. Phải không? Mà chỉ có minh mới diệt trừ được vô minh mà thôi. Rồi tiếp theo là cái từ anatta, là động từ bất biến, là sau khi đã không thành tựu, đã không đạt được. Tức là người ở đời thì họ không đạt được nghề nghiệp, không đạt được gia đình, không đạt được con cái, bê bối rượu chè, trộm cướp và tù tội, rồi là tà tư tà hạnh chồng người về già thì họ bị người đời dễ khinh và họ biệt xứ biệt tăng. Do cái tội lỗi, do cái ác nghiệp của họ, và họ chết đường chết chợ. Cái này rất là nhiều. Còn ở đây nói về các vị xuất gia, các bậc xuất gia như chúng tôi chẳng hạn, thì không hiểu, không học hiểu giáo pháp của Đức Phật, không nghe các bậc hiền trí thuyết giảng, thì sao? Thì về già lại càng không có tôm cá nữa. Nó giống như cây cung bị gãy. Cây cung bị gãy thì đâu có làm ăn gì được, đâu có bắn, đâu có thâu hoạch gì được, lai mở gì đâu. Cây cung nó bị gãy rồi. Đời tu cũng vậy. Đời tu mà không có giới, không có hạnh, không có học hiểu diệu pháp của Đức Phật thì sao? Thì như cây cung bị gãy. Nhiều lắm thưa quý vị. Nhiều lắm. Và chúng ta biết là đời sống vật chất càng ngày nó càng làm đảo lộn tâm tánh của chúng sanh, con người. Thì cái ác nghiệp đã sanh khởi rất là nhiều. Việc sinh sống, hành động, sự thực hành. Còn cái từ anatta là sau khi đã không thành tựu, đã không đạt được. Mà người tu Đức Phật, Đức Phật sao? Con của Phật sao? Đắc tu đầu nguồn, Đức Phật cũng không chưa có chịu nữa. Phạm hạnh của các con chưa có thành. Quý vị thấy không? Do vậy gánh nặng ở trên vai một nhà sư là vô cùng lớn. Là vô cùng lớn. Và chính vì cái chỗ này mà nhiều người chịu không nổi và bị áp chế. Bị áp chế. Và cũng không có bậc hiền trí, cũng không có duyên lành học hiểu diệu pháp, nên chúng ta không có thông. Cái tư tưởng của chúng ta nó nửa đời, nửa đạo. Nhiều lắm thưa quý vị.
Rồi có người thì người ta vào chùa học được bằng đại học thạc sĩ rồi người ta cũng ra đời rồi lấy vợ vân vân nhiều nhiều nên là để thành tựu một nhà sư mà nó tương đối gọi là có một chút giới hạn thôi, để đắp một chiếc y khi chúng ta vào cổ quan tài chúng ta còn giữ được một cái chiếc y gọi là tạm ổn thôi thì đó đã là có cái phước chứ lắm rồi, chứ nói gì đến thời buổi này mà quý vị có được tu đầu hồn Tứ Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Kiếm ở đâu ra thưa quý vị, khó lắm. À, thời buổi bây giờ là chúng ta mất niềm tin với nhau rất là nhiều. Người dạy thì mất niềm tin với học trò và học trò cũng là mất niềm tin với người dạy. Chúng ta cũng chỉ một một vài người đạt được cuộc sống là vậy mà khi mà chúng ta phải hiểu các cái pháp này nếu mà chúng ta không không có hiểu được thì cuộc đời của chúng ta đó rất là phí. Giáo pháp thì nó vô cùng là cao thượng và pháp thì ở đâu thưa quý vị, nó không ở trong kinh điển. Chắc chắn rồi, kinh điển là một cái bản đồ, một cái sơ đồ, một cái gọi là cái tiêu đề, một cái tiêu đề. Một cái tiêu đề đó nhưng mà nếu mà không có người hiểu biết để giải thích một cách ngọn ngành và nó thiết thực trong đời sống thì đó là chỉ là trò vẽ vời. Chỉ là trò vẽ vời và chúng ta nghe cảm tưởng rất là hay, rất là thù diệu nhưng mà nó ảo tưởng. Ảo tưởng là các bạn không cần phải đi tìm kiếp sau ở đâu cả. Khoảnh khắc sau chính là khoảnh khắc là kiếp sau. Ngày mai là kiếp sau. Cái thấy nghe trước đã là kiếp trước rồi. Hiện tại này nếu các bạn có một chút hiểu biết thì chắc chắn khoảnh khắc sau lại tiếp tục hiểu. Còn nếu nó không được hiểu thì sẽ không bao giờ có cái hiểu. Điều đó là đương nhiên, bởi vì chỉ có trí tuệ mới vun bồi cho trí tuệ mà thôi. Vô minh không thể vun bồi cho trí tuệ được. Không có cái pháp nào vun bồi cho trí tuệ được hết. Chỉ có trí tuệ mới vun bồi cho trí tuệ. Ai nói gì thì nói, phải không ạ? Ai nói gì thì nói. Người nào không hiểu về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống hàng ngày, người đó cũng chưa có hiểu gì về Pháp, Đức Phật hết. Người đó còn ở chư thiên với phàm thiên xa lắm. Có thể ở trong tưởng. Nhưng mà chính thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này, đó là Pháp duyên sanh. Mà chúng có chỉ có nhiêu đó thôi. Các bạn không có tìm thêm cái gì được nữa đâu. Và chắc chắn là cái thấy không phải là tôi thấy. Cái thấy nó chỉ tương ứng với cái đối tượng thị giác ngay ở đó thôi. Làm sao là tôi thấy được. Cái thấy sau lại là tương ứng một đối tượng thị giác sau nữa. Mà đối tượng thị giác sau nữa nào ai biết được. Nó là cái đối tượng thị giác nào. Nhưng mà chắc chắn đối tượng thị giác nào thì cũng không phải là con người, không phải là đàn ông, đàn bà, mà nó chỉ làm đối tượng cho cái thấy. Đủ rồi. Chúng không buồn, không vui, không giận, không hờn. Chúng không biết tỏ lộ, cũng không biết ân oán gì hết. Nhưng chúng là khổ, phải không? Mà đời tham ái chúng, phải không à? Chúng diệt rồi mà đời cứ tham ái chúng hoài. Âm thanh, mùi vị cũng vậy. Và từ nữa là từ sên tí hả? Căn của nó là căn si. Động từ tha động thể. Chia theo ngôi hiện tại. Thứ ba số nhiều là nằm dài. Ở đây chỉ cho tuổi già, không tiền, không bạc, không con, không cái, không nghề nghiệp,
cô đơn nằm dài nghĩ về sầu khổ ha. Rồi tiếp theo nữa là cha ta tí kha na khi na, cha ta cộng với á tí cộng với khi pa là một cái nhóm từ nam tánh, ở đây chia theo chủ cách số nhiều là những mũi tên đã được bắn ra từ cây cung. Cha pá là cây cung, nhân từ nam tánh. Ý tí khi ná là quá khứ phân từ đã được bắn ra, đã được bắn ra. Tiếp đồng ngữ á tí là trên hay là quá. Căng khi là di dời. Pu ra, bắn ra ở đây thế nào? Cái người ác đã bắn ra cái hành động, bắn ra cái sự si mê qua thân khẩu ý của mình. Rồi, Purana ni, Purana là một cái danh từ trung tánh. Ở đây chia theo đối cách số nhiều là quá khứ, thời gian đã qua. Vậy chúng ta phải luôn luôn nhớ về khoảnh khắc hiện tại để chúng ta trân quý, để chúng ta biết được cái cử chỉ hành động và biết được các pháp đang hoạt động như thế nào. Để mà sao vậy? Để mà chúng ta thấy rằng nó không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Để khi ra đi chúng ta không có hối hận gì cả. Để khi ra đi chúng ta biết rõ thế gian này không có cái gì ngoài đất, nước, lửa, gió, ngoài những cái thân tứ đại trơ trụi như mình đang mang vác sầu khổ, bệnh tật, ốm đau và chia ly này. Để không phải còn nhớ cái ảnh thờ mà những người ở lại người ta thờ thương tiếc gì cả. Không có ai cả, thưa quý vị. Âm thanh chỉ là âm thanh, mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác, cảm thọ chỉ là cảm thọ. Tiếp theo nữa là từ Anuthuna, thu năng là Anu cộng với căn thanh là hiện tại phân từ. Ở đây chia là nam tánh chia theo chủ cách số nhiều là thở than, thở than. Trẻ không sống phẩm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cái cung bị gãy, thở than những ngày qua. Chúng ta đừng sợ hãi gì cả, không có ai đáng để phải sợ hãi cả. Tất cả chúng ta sanh ra đều do vô minh và tham ái, cũng đủ quá rồi. Và chúng ta hãy mạnh dạn bắt đầu lại từ đầu. Và luôn luôn phải bắt đầu lại từ đầu, và luôn luôn chỉ là bây giờ. Bây giờ rồi lại bây giờ, rồi lại bây giờ. Có tham sân si nó có quần chúng ta đến cỡ nào chăng nữa, thì chúng ta hãy nhắc mình, nó cũng đã đi rồi, hãy là bây giờ. Rồi nó có sân nữa thì cũng là, hãy là bây giờ. Nó cũng chỉ là pháp thôi, nó còn duyên thì cho nó sân chứ, không có sao hết. Có cản nó cũng vẫn sân, thì hãy để nó là như đó là. Nó cũng chỉ là bây giờ, hãy là bây giờ. Đừng cho nó là ai cả, nó chỉ là các pháp đến và đi, nó không thủy đâu, nó chưa từng chung thủy với ai cả. Rồi câu pháp cú này xong rồi phải không? Để con đọc cái bài này. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Dạ thưa quý vị, còn nghe nói không ạ? Alo, alo. Alo. Dạ thưa quý Dạ thưa bây giờ quý vị còn nghe nói không ạ? Dạ quý vị nghe nói chưa ạ? Dạ alo. Dạ, xin cảm ơn cô Giảng Đông ạ. Dạ, cái bài thuyết pháp này thì Đức Phật khi thuyết pháp xong thì ngài đọc hai câu kệ là lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy thở than những ngày qua. Và bài pháp cú này thì Đức Thế Tôn thuyết khi ngự tại ý xí Patanê Vigadaya là cái rừng Lộc Giả hay là Lộc Uyển, và đề cập đến con trai của ông Bá Hồ Mahathana. Thì chúng ta biết cái bài kệ này hôm qua đã được đọc rồi. Tương truyền rằng cái công tử này sinh ra trong một cái gia đình cự phú trong cái thành Varanasi, và giàu có tiền bạc là lên đến 800 triệu đồng tiền vàng. Và khi lớn lên thì song thân của công tử nghĩ rằng là gia tộc của ta có đại tài sản, vì có một cậu con trai nên là rất cưng chiều, và ta sẽ giao lại cho con ta và nó sẽ tiêu xài thoải mái, mà con của ta không cần phải làm việc gì khác cả. Và rồi thì ông Bá Hộ nói là ông làm, và ông Bá Hộ này rước thầy về dạy cho công tử, mà không có dạy cho những cái nghề nghiệp tốt đẹp, mà dạy cho công tử ca này, hát này, đờn kèn vũ nhạc. Và chúng ta thấy xã hội nào cũng vậy, nơi nào mà đa phần những cái người ca sĩ đờn hát vũ nhạc đều là tà tư tà hạnh, không có một người nào một vợ một chồng, không có người nào là không xỉn, không có người nào là không tà, hiếm có người nào đức hạnh. Thời ngày xưa cũng vậy và thời bây giờ cũng vậy thôi. Và đặc biệt thì chúng ta biết là những cái người ca sĩ này, những cái người vũ nhạc này, và chúng sanh thì đam mê những cái giọng hay, những cái nhạc. Do vậy họ bỏ tiền, họ mua vui, thì những cái người ca hát này lại được tiền của rất là nhiều, họ bo, và từ đó họ sống thỏa mãn trong các dục, thả mình theo các dục. Thì chúng ta biết rồi. Thì cũng vào cái thời đó, trong cái thành Varanasi đó, thì cũng có một gia tộc Bá Hộ khác, thì cũng có một cái gia sản lên đến 800 triệu đồng tiền vàng. Và gia tộc này cũng có độc nhất một cái làng tiểu thư, và hai ông bà Bá Hộ này lại cùng có cái suy nghĩ như cái ông Bá Hộ, cho nên chỉ cho tiểu thư học khiêu vũ và hòa tấu thôi. Và đến tuổi trưởng thành thì công tử và tiểu thư này được phối ngẫu thành vợ chồng. Một thời gian sau thì cả song thân của hai người đều qua đời. Và những cái phần tài sản đó đương nhiên là được nhờ nhập chung về một nhà rồi, thì tổng cộng là rất là nhiều tiền vàng. Và công tử thì thường xuyên hầu đức vua mỗi ngày 3 lần.
bọn du đảng trong cái thành, nó mới nghĩ rằng nếu mà công tử này trở nên nghiện rượu thì có thể bọn mình sẽ sung sướng. Vậy thì hãy tìm cách tập cho công tử chè chén nhậu nhẹt. Và chúng ta biết thế giới này chỉ có 5 món dục lạc thôi. 5 món dục lạc. Chúng ta thấy những cái sắc nó rất là ô uế, rất là cay đắng, nhưng mà làm cho con người tan nát, si mê đần độn. Và cũng vậy, quan hệ thân xác giữa nam và nữ thì nó rất là bẩn thỉu, rất là hôi thối, rất là tâm tưởi. Vì cuộc sống nhân loại, những người trí thấy rằng có gia đình, có con, nối dõi tông đường thì họ lấy vợ, họ lấy chồng, thì họ chỉ vừa đủ với cái dục, với vợ chồng họ để có một cái gia đình êm ấm. Chứ còn kẻ không thấy được cái điều đó thì họ sa ngã bê tha, rồi họ tà tư tà hạnh, dụ dỗ với hết vợ người này đến vợ người khác, chồng người này đến chồng người khác, hay là trai trẻ, hay là những cái người hóa, vân vân. Chúng ta thấy vị ngọt của dục lúc đầu nó rất là hào nhoáng, phải không ạ? Nhưng mà khi cái dục đó hết rồi thì cái mà chúng phơi bày ra là cái gì, thưa quý vị? Vị ngọt, sự nguy hiểm, phải không? Chúng ta có thấy sự nguy hiểm không? Vị ngọt và sự nguy hiểm. Nhưng mà chúng sanh thì chỉ nếm, thích nếm vị ngọt thôi, nhưng mà không có thấy thực sự nguy hiểm ở đằng sau nữa. Và nếu không thấy nguy hiểm thì không bao giờ có sự xuất ly, phải không ạ? Như vậy, chúng ta biết là cảnh dục là gì? Cái dục nó chỉ là cảnh. Cảnh gì? Nó thường cận thôi. Nó thường cận, phải không ạ? Như là thọ cũng vậy, nó thường cận cho tham dục. Chính vì nó thường cận nên là chúng ta dễ đắm nhiễm, nhưng mà cũng xuất ly được, phải không ạ? Thì ly tham thôi, bởi vì nó là thường cận thôi. Tức là nó gần thôi, nên chúng ta có thể bỏ được. Chứ còn nó là chúng ta thì không thể bỏ được, phải không ạ? À, đó. Chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Vậy công tử này thường xuyên vào hầu đức vua mỗi ngày là 3 lần. Thì cái bọn du đảng này biết là công tử này rất là nhiều tiền. À, và cho nghiện rượu vô thì cái gì ta sai khiến cũng được. À, chuyện đó thì chúng ta biết đời này nó là thường là như vậy. À. Và tâm của con người chúng ta mà lớn lên tuổi trẻ, mà tài cao, mà tiền nhiều, mà hát hay, múa giỏi nữa thì vô cùng hãnh diện và sĩ diện, phải không ạ? Mà trai thì có thích gái không? À, không thích gái thì thích cái gì vậy? Không thích gái thích gì? Giờ gái không thích trai thích cái gì vậy? BD thì nó thích BD, chứ mà gái phải thích trai chứ. À. À. Phải không? Thì đương nhiên rồi, phải không ạ? Thì lúc này anh chàng này mới bị gài vào đó, và sau này uống rượu, mà chúng ta biết nè, uống rượu mà nó ngấm vào máu rồi thì sao vậy? Bỏ được thì bỏ được. Rồi từ đó thì sao? Rồi họ nghiện rượu, là thịt béo mồi ngon, rồi là họ nhảy múa ca hát, rồi tiêu pha hoang phí như vậy. Chẳng bao lâu thì số tiền 800 triệu đồng riêng của công tử cũng hết sạch. Rồi những cái người quản gia thông báo, rồi theo số tài sản sau này cũng bị công tử của bên vợ, cũng bị công tử rủ vợ của mình cũng xài hết sạch. Rồi lần lượt đến ruộng vườn, đất cát, bò, xe. Ở trên đời này thì cũng nhiều lắm, phải không ạ? Cho đến nỗi một đồng mâm thau, dụng cụ, thảm chiếu, tọa cụ. Mà hồi đó ở nhà sư đã từng là phá gia chi tử, thưa quý vị. Đi coi phim trưởng là từ năm 8 tuổi mà tới 20 mấy tuổi, không có phim trưởng nào mà không biết hết. Chui vào rồi là đội lúa thóc của cha mẹ đi bán.
thấy cha mẹ làm đồng về chưa đến đi gặt lúa là phát mới hơi là bán bài bạc, cái này sư rành lắm. Đi chơi coi phim trưởng, coi phim trưởng đủ các kiểu trên đời, không có thiếu cái kiểu gì hết á. Học hành nhỏ thì học giỏi hơn cả cô giáo nữa. Nhưng mà mỗi tội là cô giáo ở quê thì dạy dở quá. Và nhà nghèo không có điều kiện. Nhưng mà cực kỳ là ham học. Do vậy sau này khi mà thấy giáo pháp của Đức Phật là học ngày học đêm nghe pháp. Kinh kệ Bali này kia không ai dạy hết á, tự sư học. Thử sư học. Thế học 5-6 tháng là kinh kệ cả một bụng vậy đó. Để chúng ta biết rằng chơi với bạn xấu rất là tai hại. Ở ruộng vườn đất khác, hồi nhỏ cũng vậy, đi theo những bạn xấu, mà hơn là sau này có được cái mầm thiện. Năm 13 tuổi đọc cái chuyện Bụt Tấm Cám là đã biết tôn kính Đức Phật. Từ năm đó cho đến bây giờ không có ngày nào mà không có sáng, không có tôn kính Đức Phật, giáo pháp Chư Tăng. Và chúng ta biết là chơi với bạn ác rất là nguy hiểm. Rồi hai vợ chồng này cho đến không nợ một đồng, rồi bán hết dụng cụ, thảm chiếu, tọa cũ. Cái này hồi còn nhỏ đó. Còn nhỏ 12, 13 tuổi mà chơi sóc đĩa, mà cái ông anh ông biểu bây giờ mày cởi cái quần đùi mày ra mày đặt, sư cũng cởi luôn. Quý vị biết đấy. Khi chúng ta biết cái sự đam mê, cái sự si mê nó kinh khủng lắm, không như chúng ta nghĩ đâu. Vì sao thì tất cả đều bị công tử đưa đi bán hết lấy tiền ăn, đến lúc tuổi già gia tài khánh kiệt thì công tử bán luôn cái ngôi nhà của mình, rồi bị chủ nhà mời đuổi ra khỏi nhà, và công tử mới dắt vợ ngủ ở nhờ các cái vách nhà của người khác. Và bắt đầu hai vợ chồng cầm cái mai rùa đi khất thực xin ăn những cái cơm thừa canh cặn của người khác. Rồi thì chúng ta biết câu chuyện này thì hôm qua xong rồi ha, sư kết thúc ở đây là Đức Phật nói rằng là nếu mà sau đó thì sao. Một hôm đó thì cái công tử này đến trước mặt Phước Xá thì thấy công tử họ làm những cái đồ ăn như vậy, thì các tỳ kheo trẻ bố thí. Để Đức Bổn Sư mỉm cười và trưởng lão anh ta bèn hỏi thì Đức Thế Tôn trả lời ha. Đức Thế Tôn trả lời thì cái câu này quý vị rành quá rồi, sư không có nói nữa. Cái gì mình rành rồi thôi. Và chúng ta biết là tuổi trẻ chúng ta không có đi học hiểu, không có tìm các ngài để học, không có nghe diệu pháp. Nếu mà đời tu còn ở tại gia thì chúng ta biết rồi. Cũng vậy, người tu cũng phải làm việc, cũng phải học hiểu. Ăn của Đàn Na Tính Thí mặc dầu là một cái người sinh ăn rất là tệ, cái vị sư thì sinh ăn là tệ nhất rồi, đừng có nghĩ rằng mình là cao thượng cái gì hết thưa quý vị. Vậy mà vẫn còn cái tự ngã ở trong mình làm chi. Thưa quý vị, mình là cái kẻ sinh ăn mà tệ nhất trên đời này, mà mình cứ nghĩ mình là thánh thiện. Thánh thiện vậy là tâm bỏ đi cái ý niệm về ngã. Còn đời sống sinh ăn là đời sống tệ hại rồi. Đời sống của mình, mình sinh ăn nhờ người là mình biết là mình tệ. Thôi giờ không có gì trả, buông cái ý niệm về ngã để trả mọi người. Buông ý niệm về ngã thì không còn xúc xỉm người nữa. Người chửi, người mắng, người cho, không khen, không có lịnh bợ nữa.
Không có bám víu nữa, cũng không làm cho cái người thí chủ phải bám víu nữa, và cũng nói lên cho thí chủ biết mọi pháp là vô thường và không có gì để bám víu trên đời này cả. Và đời này cái gì sinh ra cái đó chỉ là cái thấy nghe người nếm đụng, ở chỗ này chỗ kia, ở thế giới này thế giới khác, ở trên trời dưới biển cũng chỉ là cái thấy nghe người nếm đụng xúc chạm. Và cái thấy ở đâu thì cũng không phải là ai cả, ở trong quận nào thì cũng không phải là ai đó. Tất cả chỉ là pháp của vi, là do duyên sanh, nghe ngửi đếm đụng xúc chạm. Do vậy để chúng ta phải là người con của Đức Phật làm sao vậy? Để không gì, để lúc trẻ có phạm hạnh đã tìm kiếm được bạc tiền, cây cung đầy sức mạnh, không còn phải thở than nữa. Người con Phật còn trẻ phải năng học hiểu diệu pháp tinh tấn, nếu không thì đời sống qua đi rất mau, ngày mai chúng ta đã là một kiếp khác rồi, rất là mau màu lắm. Thưa quý vị, đừng nghĩ rằng mình sống trăm năm, điều đó là không thể đâu. Và không ai biết trước được ngày mai, ngày mai không ai biết trước được. Do vậy câu kệ này nhắc nhở cho chúng ta là hãy sống một đời sống có ý nghĩa, đừng sống như đời sống của hai vợ chồng người này, lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy thở than những ngày qua. Bài pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng nguyễn thuộc, chư dạ xoa long vương, càn thác bà, xuất sanh ngạ quỷ, phi nhân, atula, diêm chúa, tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa, vì phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và sớm liễu chi được tứ thánh đế ngay trong kiếp sống này. Phước lành này có nguyện là nhân là duyên, thành tựu ba la mật, thành tựu chánh trí, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này, và thành tựu đầy đủ minh và hạnh xứng đáng con của Đức Thế Tôn trong diệu pháp này. Nam mô Bụt Thà Gia. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhận đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhận. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thượng tọa Minh Hạnh. Bà Bồ Tát Sa Bà Mang Lăng Ra Khan Thứ Sa Pa Đề Bà Tát Sa Bà Mu Tra Nu Pha Vê Na Sa Đà Sa Thị Phong Quan Trư Tề Bà Bồ Tát Sa Bà Mang Lăng Ra Khan Thứ Sa Pa Đề Bà Tát Sa Bà Hàm Ma Nu Pha Vê Na Sa Đà Sa Thị Phong Quan Trư Tề Bà Bồ Tát Sa Bà Mang Lăng Ra Khan Thứ Sa Pa Đề Bà Tát Sa Bà Sang Kha Nu Pha Vê Na Sa Đà Sa Thị Phong Quan Trư Tề. Tất cả pháp báo ân kho đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn